nơi thung lũng Hoa Lư, trung tâm triều chính nước Đại Cồ Việt Nam. Việc đào Ca Mộng vào tháng 7 năm 1009 đưa Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, mở đầu vương triều nhà Lý, thì vừa có cái giống lại vừa có sự khác với việc Phạm Cự Lạc vào tháng 7 năm 980 đưa Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế. Cái giống ở đây là tình hình rất cấp thiết, rất bức xúc. Nếu ở thời Lê Hoàn thì việc binh tiên hoàng đế cùng với lại cả Nam Việt Vương Thái tử Đinh Liễn cùng bị sát hại trong một đêm, gây ra một cái khoảng trống của việc triều chính, khoảng trống rất lớn và đòi hỏi sự thay thế. Thì ở năm 1009, việc mà Lê Long Đĩnh, tức hoàng đế ngoại triều, vua cuối nhà Tiền Lê, đột tử thì cũng tạo ra một khoảng trống về quyền lực, về công việc triều chính, nhưng lại rất khác nhau ở chỗ Lê Hoàn mở ra triều đại Tiền Lê để thay triều đại nhà Đinh, trong hoàn cảnh mà thế lực của vương triều nhà Đinh đã hầu như cạn kiệt, không còn sức mạnh nào nữa. Nhưng ở thời Lý Công Uẩn mà được Đào Ca Mộc trợ giúp để lên ngôi đấy, thì cái triều đại trước đó, triều đại Tiền Lê, tuy rằng ông vua cuối cùng là Lê Long Đĩnh, Lê ngoại triều ấy, là như sử chép ấy, rất là tàn bạo, rất là ốm yếu và rất nhiều điều mà không được lòng dân, kể cả việc không thuận ý trời nữa. Nhưng thế lực của cái vương triều Tiền Lê vẫn còn rất mạnh, cho nên là chính như Lý Công Uẩn đã nói riêng với Đào Ca Mộc, nếu cái việc thay bậc đổi ngôi vương triều nhà Tiền Lê để mở ra triều đại nhà Lý mà tiến hành, thì nếu không
trọn vẹn, không thành đạt ấy, thì nguyên văn chữ của Lý Công Uẩn là chết ráo cả. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã cẩn trọng và đúng đắn khi ghi nguyên văn được vào chính sử ba chữ của Lý Công Uẩn, nói vào lúc Đào Ca Mộc quyết định hành động đưa họ Lý lên thay nhà Lê. Đó là việc mà theo Lý Công Uẩn nếu không thành là chết ráo cả. Quả đúng vậy, từ trước năm 1000, ở độ tuổi 20, Lý Công Uẩn đã được người cha nhiều bề của mình là Đại Thiền Sư Lý Vạn Hạnh đỡ đầu, thu xếp cho việc từ quê nhà cổ Pháp nay ở Bắc Linh, tiến kinh nhập triều vào làm quan ở Vương Đình Hoa Lư, ngay dưới thời trị vì của vị hoàng đế sáng nghiệp nhà Tiền Lê là anh hùng dân tộc Lê Hoàn. Nhà Tiền Lê cũng như vương triều họ Đinh trước đấy nữa là triều đại của những vị vua hùng, mạnh bạo việc binh nhưng võ bị. Đấy cũng là thời gian mà lịch sử và ngay tại kinh đô Hoa Lư luôn vang động tiếng trống trận và quân reo, ngựa hí cùng những cảnh đầu rơi máu chảy. Luồng sóng ngầm của nhu cầu thay thế vương triều Tiền Lê bằng triều đại của họ nhà Lý đã được Đại Thiền Sư Lý Vạn Hạnh phát động, và tin dữ cũng đã đến tai Lê Ngoại Triều. Chính vị hoàng đế cuối cùng của nhà Tiền Lê này đã có lệnh giáo giết tìm những đối thủ họ Lý để diệt trừ. Trong hoàn cảnh đó, Lý Công Uẩn chỉ thoát hiểm được là nhờ sự cẩn trọng đắn đo của mình. Sử cũ chép rằng, có lần được nghe chính Lý Vạn Hạnh gợi ý về việc thay bậc đổi ngôi, Lý Công Uẩn đã phải cho người đưa vị đương kim quốc sư nhà Tiền Lê này đi ngay khỏi triều đình Hoa Lư về quê nhà cổ Pháp để ẩn giấu. Nhưng Đào Ca Mộc thì vẫn kiên quyết và táo bạo đưa Lý Công Uẩn lên ngôi dù trong hoàn cảnh đó. Quan triều nhà Tiền Lê họ Đào chỉ sáng suốt và nhanh nhạy khi có thời cơ để khai thác. Đó là việc băng hà của Lê Ngoại Triều vào tháng 10 âm lịch năm 1009. Diễn biến của sự việc Đào Ca Mộc đưa Lý Thái Tổ lên ngôi hoàng đế, mà thực chất đây là một cuộc đảo chính cung đình. Sự việc này đã diễn ra chỉ trong 2 ngày của tháng 10 âm lịch năm 1009. Màn diễn thứ nhất là ngày thứ nhất. Đào Ca Mộc nguyên việc Lê Ngoại Triều đã vừa mới băng hà thì triều đình đang rất nhốn nháo, đang có những diễn biến rất phức tạp. Lý Công Uẩn lúc đó đang trong chức trách của thân vệ tướng quân để thăm dò bằng nguyên văn lời thăm dò của Đào Ca Mộc thì được Đại Việt Sử Ký bình luận rằng đây là lời nói khích. Nhờ cái sự nói khích ấy với tất cả những nghĩa lý đầy đủ để thuyết phục Lý Công Uẩn theo cái sự ủng hộ của Đào Ca Mộc mà chấp nhận việc tiến hành cuộc đảo chính cung đình. Màn thứ hai, đây là những lời thúc giục vận động, và từ cái sự thúc giục vận động ấy đấy, thì dẫn tới sự đồng thuận 100% của Lý Thái Tổ. Màn diễn thứ ba là hành động, và cái cuộc hành động này đấy, thì do Đào Ca Mộc là người chủ trì 100%, Lý Công Uẩn chỉ đóng vai là người thụ động được dìu lên ngôi. Vậy là cuộc đảo chính cung đình, nhưng mà ý nghĩa thì rất lớn lao. Đó là cuộc thay đổi triều đại. Cuộc thay đổi triều đại đã diễn ra chót lọt. Lịch sử Trung cổ nước Việt từ đây sang một trang mới, và người đỡ đầu cho cuộc chính biến lịch sử thành công một cách ngoạn mục, Đào Ca Mộc đã rạng rỡ mà hiện hiện giữa triều đại mới. Chắc chắn là họ Đào nhờ công lao và tài trí tôn phủ tân vương của mình đã được Lý Công Uẩn phong và giao cho nhiều trọng trách cùng chức vụ triều chính lớn. Nhưng không thấy sử cũ ghi chép gì về điều này. Chỉ biết được là để thưởng công lớn và cũng là để quý tộc hóa và thân tộc hóa người đã tôn phù mình, Lý Thái Tổ Công Uẩn đã ban tước hầu cho Đào Ca Mộc
với tước danh vừa đẹp đẽ vừa chính xác là Nghĩa Tín Hầu. Đặc biệt là đã đem trưởng công chúa của mình là Lý An Quốc gả cho. Họ Đào trở thành phò mã đầu tiên của vương triều nhà Lý. Nhưng ở đầu và nhất là quãng đường giữa con đường trở thành Nghĩa Tín Hầu và phò mã đầu triều Lý của Đào Cam Mộc vẫn là những khoảng trống trong sử cũ về tiểu sử của người đã đưa Lý Thái Tổ lên ngôi. Về tiểu sử của người đã đưa được Lý Công Uẩn lên ngôi thiên tử thành công, tiểu sử của Đào Cam Mộc, thì theo chính sử, mọi người chỉ có thể biết chắc chắn được năm mất của ông, đó là năm 1015. Còn trước đấy, thân thế, cuộc đời, dòng dõi, quê hương của Đào Cam Mộc như thế nào đấy, thì là cả một khoảng trống. Đã có thời nhiều nhà nghiên cứu muốn tìm quê hương của Đào Cam Mộc ấy, thì đã đi đến chỗ đoán định rằng quê của ông là cùng quê với Lý Công Uẩn, tức là ở Địch Bảo, Bắc Ninh bây giờ. Nhưng sau những nghiên cứu kỹ lưỡng thì bây giờ đã hé lộ ra ông không phải là người Bắc Ninh cùng quê đồng hương với Lý Công Uẩn, mà là người Thanh Hóa. Thậm chí những tài liệu chi tiết còn cho biết ông có quê nội là ở làng Tràng Lang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bây giờ, và quê ngoại là ở làng Nam Thanh, cũng là cùng huyện. Thế đấy là việc tìm ra quê hương bản quán của họ Đào. Từ quê hương bản quán xứ Thanh, Đào Cam Mộc đã tiến kinh nhập triều ở Hoa Lư. Và vì sao đến đời trị vì của Lê Ngoại Triều thì Đào Cam Mộc lại như thế nào đã thành quan tri hậu, trông coi mọi việc trong nội cung gần như ngang hàng với chức quan thân vệ, bảo vệ cung đình của Lý Công Uẩn, thì tất cả những điều này ở quê hương bản quán chỉ có một tư liệu, nhưng là truyền thuyết mách bảo. Còn về cuộc đời và sự nghiệp 6 năm làm quan triều Lý ra sao, nhất là vì sao giữa cung đình Thăng Long thời khởi dựng, Đào Cam Mộc lại được ban đất và lập tư dinh ở Cổ Loa nổi tiếng, thì chỉ trong những cuộc tọa đàm hồi cố và nghiên cứu điền giã thực địa mới thấy xuất hiện các thông tin hiện đại. Có điều chắc chắn về những phẩm chất ưu việt của nhân vật lịch sử Đào Cam Mộc thì dù chỉ qua một sự nghiệp duy nhất được chính sử chép kỹ là tôn phủ Lý Thái Tổ lên ngôi thành công, lịch sử và hậu thế vẫn có thể nhận chân được. Có một cái sự tích ấy, là ở bên quê ngoại, bên quê mẹ đấy, thì Đào Cam Mộc nổi lên là một người có sức lực, khỏe mạnh và có mưu trí, tài năng. Cho nên mới dẫn đến cái việc mà có một hôm vua Lê Đại Hành có dẫn đoàn thuyền ngựa đi qua quê hương của ông trên dòng sông quê hương xứ Thanh ấy, thì thuyền là mắc cạn, thì chính là Đào Cam Mộc đã nhân dịp ấy xuất lộ và trổ tài, đưa được cái thuyền ngự vốn là rất cần sức khỏe và cần mưu trí để khỏi cái cơn mắc cạn, thì Đào Cam Mộc đã làm được cái việc đó khi còn hàn vi ở quê hương mình, do đó được Lê Đại Hành tuyển thẳng vào cung và cho làm vũ sĩ. Đấy là cái quan chức đầu tiên của Đào Cam Mộc ở thời Lê Đại Hành. Chính là đã vào triều đình Hoa Lư từ thời kỳ Lê Đại Hành, với phẩm chất của một lực sĩ có trí tuệ như thế, Đào Cam Mộc mới trở thành được quan chức trông coi mọi việc trong nội cung nhà Tiền Lê ở thời Lê Ngoại Triều. Và với cương vị này, khi nảy sinh tư tưởng rồi bắt tay vào hành động, tổ chức tôn phủ Lý Công Uẩn và thành công trong sự nghiệp đỡ đầu cuộc chính biến khai sinh nhà Lý vào tháng 10 âm lịch năm 1009, Đào Cam Mộc đã bộc lộ cho lịch sử và hậu thế thấy rõ hàng loạt phẩm chất quý báu của một con người có lương tri và lương năng, tha thiết với quốc gia dân tộc,
hiểu rõ đại cuộc và đại sự của lịch sử, nắm bắt nhanh nhạy và khai thác thời cơ một cách quyết đoán. Đặc biệt là phẩm chất tri thức, trí tuệ, thông sáng của một chính khách có tài. Đây là lời mà Đào Tam Mộc nói với lại Lý Công Uẩn để thuyết phục ông rằng là cần phải viễn truy tham võ chi tích, cận giám dương lê sở hành, thượng thuận thiên tâm, hạ tòng nhân vọng. Những cái câu Hán ngữ này theo sử bút thời Trung Cổ đấy, thì cho ta thấy được Đào Tam Mộc trong cái bối cảnh của văn hóa Phật giáo đương thời đấy, thì tỏ ra là một người có kiến thức, có tri thức và thậm chí có tư tưởng nữa, nho giáo rất đặc sắc. Ở đây ông nhắc tới cái việc mà trên thì phải thuận ý trời và dưới là theo với lại lòng dân, thì đấy tất cả là những khái niệm của nho giáo và nho học. Nhưng mà cái câu thú vị đó là cái câu mà ông muốn khuyên Lý Công Uẩn lúc ấy là phải về xa xưa, lâu về thời gian, ngược về thời gian ấy, thì sẽ phải viễn truy mà xa, từ xa mà đuổi theo cái gương của Thang Vũ. Nhưng cái rất thú vị nữa ấy, là cái cận giám mà Đào Tam Mộc muốn Lý Công Uẩn theo, tức là dám nói gương cái việc ở gần đây vừa mới xảy ra, chứng tỏ là ông rất thông hiểu lịch sử và thế sự. Cận giám cái gì? Cận giám cái dương lê sở hành, tức là hành động theo cái gương của cái họ Dương và họ Lê. Những cái lời nói như thế của Đào Tam Mộc cho ta biết phẩm chất thứ nhất của ông ấy là có trí tuệ uyên bác và thông kinh bác cổ. Phát tích và quê hương nhà Lý cùng với ngôi đền đô trang trọng thời tám vị hoàng đế nhà Lý có một nơi phụng thờ ba vị đại công thần của Lý Triều, đó là Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt, người đã phù trợ ba đời vua Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông nhà Lý. Đó là Đô Thống Thượng Tướng Quân Lê Phụng Hiểu, người đã dẹp loạn Tam Vương, phù tá vua Lý Thái Tông lên ngôi, kế vị Lý Thái Tổ, và người có công tôn phù sớm hơn tất cả, người đã đưa Lý Thái Tổ lên ngôi, khai sáng vương triều nhà Lý là Đào Tam Mộc. Thái Sư, Á Vương với vinh hàm truy phong cho Đào Tam Mộc còn được thờ phụng ở nhiều nơi, trong đó có Cổ Loa. Ở đây, người đưa Lý Thái Tổ lên ngôi được thờ phụng như vị thủy tổ của dòng họ Đào Cổ Loa, một dòng họ với nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng. Theo tục truyền, sau khi giúp Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, Hà Nội, Thái Sư Đào Tam Mộc đã chọn Cổ Loa, đất kinh kỳ của hai vương triều xưa để lập tư dinh. Ngài tạ thế tháng riêng năm Thuận Thiên thứ 6, tức năm 1015. Để tỏ lòng biết ơn và tri ân vị khai quốc công thần có công đầu đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, Lý Thái Tổ đã truy phong cho ngài chức vị cao nhất Thái Sư A Vương, trên tư dinh cho xây nơi thờ Thái Sư A Vương Đào Tam Mộc. Về sau hậu duệ của ngài sử dụng nơi thờ ngài cũng là nhà từ đường của dòng họ. Ngài đã trở thành cụ thủy tổ của họ Đào Cổ Loa từ ngày ấy đến nay. Tiếc thay, tháng 2 năm 1953, thực dân Pháp ra lệnh tàn phá nhà từ đường.
nhiều gia đình đã lập bát hương thờ cúng ngài tại ban thờ gia tiên hoặc xây nhà thờ ngài riêng. Việc thờ cúng ngài không coi như thánh như thần ở đình đền miếu, mà luôn coi ngài là cụ tổ đức độ linh thiêng hiền hòa, luôn luôn phụ hộ độ trì cho con cháu và dân.